trân trọng kính chào quý khán giả theo dõi xoay tin với Đỗ Dũng và Mai Phi Long thưa quý vị khi ông Joe Biden đắc cử tổng thống Hoa Kỳ thì nhiều người dân Mỹ nghĩ rằng là chính sách Hoa Kỳ với Trung Quốc nó có thể nhẹ nhàng hơn bởi vì trước đó cựu Tổng thống Donald Trump cho rằng chính phủ Joe Biden khi chấp chính thì sẽ làm cho nước Mỹ là lệ thuộc Trung Quốc nhiều hơn với cái kiểu luật lập luận của ông nói rằng quý vị mà ông joe biden mà thắng chúng ta phải học tiếng hoa nhưng mà chuyện đó ở tại đất nước hoa kỳ không xảy ra và ở tại trung quốc thì người ta cũng nghĩ rằng với cái chính phủ mới của joe biden thì cái bước mà hoa kỳ và trung quốc có thể dễ dàng hơn trơn tru hơn nhưng mà trong thời gian vừa qua thì chúng ta lại thấy những cái sự khắt khe với chính quyền Trung Quốc ở dưới thời gian ông Joe Biden chấp chính câu chuyện không giống như những gì người ta nghĩ. Và những câu chuyện này nó như thế nào? Đó là chủ đề anh em chúng tôi gửi đến cho quý vị ngày hôm nay. Xin chào anh Đỗ Dũng. Chào Mai Phi Long kính chào khán giả SBTN. Uh, thưa quý vị, khi mà anh Long anh nói còn thiếu một vế nữa là khi mà ông Biden, ông Trump nói khi ông Biden thắng không những học tiếng Hoa mà Nước Mỹ thuộc về Trung Quốc. Ừ. À, bao giờ thuộc về chúng ta chưa biết. À, ngày hôm qua trên chương trình Sấy tin tôi có nói về cái chuyện mà người Trung Hoa họ mua đất đai các cái trên nông trại đó thì cái đó có thể nó sẽ thuộc về Trung Quốc một ngày nào đó chúng ta chưa biết nhưng mà trước mắt đó thì ông Biden ông không những là ông không có lời khen nào của Trung Quốc cả, ông chưa có tweet ra cái nào khen Trung Quốc như ông Donald Trump làm ông chưa có mời ông tập cận bình đến nhà riêng của ông ở Delaware để mà tiếp à, ông chưa làm gì cả nhưng ông lại tiếp tục những cái chính sách của ông donald trump để lại ví dụ như cái chuyện mà thuế nhập cảng hàng hóa vẫn giữ nguyên mặc dù gần đây bà catherine Tai là đại diện thương mại của mỹ có uh, đối thoại điện đàm với ông phó thủ tướng lưu hạc của trung quốc nhưng mà cho đến giờ phút là thì hai người chưa chính thức gặp nhau mà trong khi đó thì ông Trump lại ông ông Biden lại tiếp tục đưa ra thêm những cái gọi là trừng phạt đối với Trung Quốc. Ví dụ là những cái vấn đề mà những cái sản phẩm mà từ Tân Cương mà nhập cảng là có thể bị coi như bị chặn lại vì ở đây Trung Quốc bị tố cáo là có chính sách diệt chủng đối với người Duy Ngô Nhĩ hay là đưa ra cái cảnh cáo đối với các doanh nghiệp của Mỹ về tình trạng tệ hại tại Hồng Kông cho nên không nên làm ăn với Hồng Kông rồi tạm thời không cấp visa cho sinh viên Trung Quốc vào trong nước Mỹ học và ngay cả những người nào mà có visa và hoặc là đi vào học hoặc làm nghiên cứu mà nếu những cái chương trình đó của quân đội nhân, giải phóng nhân dân Trung Quốc tài trợ thì những người này không được vào rồi cách đây hai ngày Ông lại tuyên bố Tố cáo Trung Quốc đứng đằng sau những tin tặc Mà tấn công vào các cơ sở chính phủ Cũng như doanh nghiệp của Mỹ Mà Cái người, cái cơ quan đứng đằng sau lưng này Tài trợ cho chuyện này Hỗ trợ cho chính là Bộ Công an của Trung Quốc Đó Đó là những cái căn bản chúng ta thấy Và rõ ràng là Trung Quốc bắt đầu khó chịu 6 năm sau khi ông Biden lên làm tổng thống bây giờ họ đang tìm cách họ ngăn chặn cái này bởi rõ ràng họ ở thương Mỹ họ là phiêu để hít bắt đầu phiêu để hít và khi thấy ông Biden lên làm tổng thống đã hơn 6 tháng mà cho đến giờ phút này vẫn chưa có một ánh sáng cuối đường hầm trong việc ông gặp ông Tập Cận Bình vào cái ngày đêm mùng 1 Tết thì ông có gọi chúc Tết Tập Cận Bình nhưng mà không hứa hẹn sẽ gặp hay không và cho đến nay ông Biden đã gặp bao nhiêu vị nguyên thủ quốc gia thậm chí thân trinh đi ra nước ngoài gặp nguyên thủ quốc gia nhưng vẫn chưa có thấy gặp ông Tập cận bình hoặc là hứa hẹn gặp ông Tập cận bình trong khi đó thì hai nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc và Mỹ vẫn chưa có gọi là uh, gọi là gì uh, giảm cái cường độ chỉ trích lẫn nhau đặc biệt cái cuộc đối thoại tại Alaska đối mặt với nhau giữa ông Anthony Blinken và ông Jared Trì rồi sau đó trước khi mà ông Jordan lên đường đi C7 Đi đi bên Anh để dự hội C7 Thì cũng ông Lincoln nói chuyện điện đàm với ông Dương Khích Trì Tình hình không khá hơn Và trong đó ông Dương Khích Trì có nói là Mấy anh ngưng đừng có nói cái chuyện mà chúng tôi nghĩa là vấn đề Vũ Hán Vấn đề Covid-19 xuất phát từ phòng thí nghiệm Vũ Hán ra Trung Quốc rất khó chịu Và ông chính quyền ông Jordan thì không có nói rằng là Cái con virus đó từ ở cái phòng thí nghiệm ra nhưng ông nói rằng cái giả thiết đó có giá trị mới hôm thứ bảy vừa rồi họ khẳng định thêm lần nữa là nó hai ba cái giả thiết trong đó thì không có loại bỏ cái giả thiết mà con virus đó xuất phát từ vũ hán ngày trong những ngày này trong những ngày tới này thì ngày hôm nay hoặc ngày mai uh, sẽ có một cái chuyện gọi là người ta hy vọng là có thể Uh, làm cho cái tình hình nó giảm đi bớt đó là bà wendy sherman thứ trưởng ngoại giao của hoa kỳ sẽ đi qua thành phố thiên tân và gặp ông dương khích trì ở đó. đó đó là được bộ ngoại giao của mỹ đã xác nhận uh, không thấy nói à, bà đang trên đường đi qua mông cổ sau mông cổ bà sẽ qua bên thiên tân sau thiên tân bà sẽ đi Oman một quốc gia ở vùng châu Phi đó là cái thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ sáng ngày hôm nay cho biết à, chỉ vậy thôi nhưng mà không biết là tình hình nó đi về đâu nhưng mà đó là những cái gì mà ông Biden làm cho đến phút này làm cho nhiều người cũng khá là ngạc nhiên khá là ngạc nhiên à, thưa anh Đồng. vâng thưa quý vị trong cái sự kiện này thì chúng ta thấy là hàng loạt hàng loạt các vấn đề và bên phía Hoa Kỳ áp lực lên Trung Quốc thì cái chuyện mới đây nhất là cái chuyện tố cáo Trung Quốc đứng đằng sau lưng các cuộc tấn công mạng và cái chuyện này không phải những chữ Hoa Kỳ lên tiếng tố cáo Âu Châu lên tiếng tố cáo Anh lên tiếng tố cáo và cái chuyện này nó có một cái điểm nó khác biệt với thời của ông Donald Trump là chúng ta thấy là chính quyền Joe Biden huy động đồng minh huy động lực lượng còn lại của trên thế giới tìm cách là bờ Trung Quốc. Đây là cái vấn đề mà Trung Quốc họ đánh giá rằng là ông Biden có một cái, cái 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 nhìn mang tính chiến lược hơn là cái chuyện là đối đầu ăn miếng trả miếng kiểu ông Donald Trump. Thì trong cái chuyện này nó thể hiện ở một cái câu nói của một cái viên chức của ngoại giao của Trung Quốc. Ông nói ông nói là Mỹ đã tuyên bố quay trở lại với thế giới. Chúng ta biết ông Tổng thống Joe Biden nói như thế, nước Mỹ quay trở lại. Nhưng thế giới đã thay đổi. Mỹ cần phải nhìn ra những chuyện này và phải rút ra cái kinh nghiệm để sửa chữa sai lầm trong quá khứ. Đó là tuyên bố của bên phía ngoại giao Trung Quốc. Nhưng mà qua cái lời tuyên bố này thì chúng ta thấy bên Trung Quốc họ nhìn cái vấn đề rõ ràng là từ khi ông Joe Biden lên chấp chính cục diện thế giới thay đổi không giống như những gì mà họ nghĩ rằng là tốt đẹp hơn cho họ dưới thời của ông Donald Trump. Cho đến giờ này thì chúng ta cũng chưa thấy với những cái phát biểu của Trung Quốc cũng khá là nặng nề trong một số vấn đề. Nhưng mà ông Tập Cận Bình cũng chưa đưa ra một cái dấu hiệu nào để làm sao xoay, xoay dịu vấn đề hoặc để xoay chuyển tình thế trong mối quan hệ với Hoa Kỳ, thân Dục. Vâng, à, rõ ràng những gì ông Biden đang làm làm cho Bắc Kinh rất là khó chịu à, và có vẻ như ông không cần Bắc Kinh ngược với những cái người mà người ta dự đoán là Hoa Kỳ không thể nào mà sống không có Bắc Kinh được à, những cái liên đới về buôn bán về địa chính trị quan hệ vân vân và vân vân. À và rõ ràng Trung Quốc bắt đầu cũng mất kiên nhẫn bởi vì họ nghĩ rằng ông Biden mới lên thì ông Biden sẽ là không có dám làm nghĩa là đưa cái tay ra lẹ như thế bởi vì ai cũng nghĩ rằng Biden là một cái người mà ngủ gục mà nhiều người fan cứng của người Việt gọi là đần tới bảy lần tới bảy đần đó cái ông này ông đần lắm và đúng theo và nếu đúng theo dự đoán của ông Donald Trump thì ông này sẽ bán đứng nước Mỹ cho Trung Quốc đó và bắt người dân phải học tiếng Hoa vân 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 và người ta nghĩ là ông Biden sẽ chia bàn tay cho ông tập cận bình bắt không những nếu mà anh không bắt tôi còn kéo ngồi là bắt cái tay tôi nữa đó. và ông đã làm cái động tác giả đêm giao thừa Tết vừa rồi khi mà gọi trong tập cận bình mà chúc Tết à, tập cận bình khoái lắm và nhiều người nghĩ rồi biden bắt đầu bắt đứng nước mỹ nhưng mà sau đó thì sao ông đưa củ trỏ ra à đưa củ trỏ và chính cái đó cũng làm cho trung quốc ngạc nhiên mặc dù họ không ngạc nhiên lắm và các chuyên gia cho rằng như vậy đây là một cái hình thức gọi là nước mỹ quay trở lại nước mỹ trở lại cái nơi mà nước mỹ đã bị gọi là bỏ trống 4 năm về trước mặc dù là có uh, khu chiêng gõ trống lớn bùm bùm bùm, nhưng mà không có mặt ở đó giống như tôi nói với anh long à tôi sẽ đến nhà anh thông báo nhưng mà ngày đó tôi không đến còn biden thì không có nói gì cả không có thông báo cả nhưng mà lù, 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 lù tiến vào nhà ông long à. nó còn nhiều chuyện hấp dẫn trong chuyện này chúng tôi sẽ trình bày tiếp quý vị sau phần quảng cáo xin quý vị đừng rời màn hình sbtm